Xin chào các bạn nha. Hôm nay là đến với cửa hàng xe máy Thành Tâm. Thì mỗi khi mình cũng đã quay và giới thiệu về những dòng SH này ha, Vario và những dòng xe City Raider, Nobon rồi đó các bạn. Nhưng mà riêng hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe mà để dành cho các bạn đi dạo phố nè, đi uống cà phê rồi cùng bạn bè, chạy rất là sang ha các bạn. Lên con xe này chạy chỉ có đẹp và quý phái thôi. Đây là dòng xe mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn nè. Đây là mấy con Vespa nha các bạn, của hãng Piaggio nha. Đây, nhìn sơ là các bạn nó thấy nó đẹp nữa ha. Nhìn từ xa thôi. Cái dòng này thì đã được nhiều người công nhận rồi, chạy rất là đẹp và sang luôn. Hiện tại cửa hàng mình thì còn 4 chiếc, đủ 4 màu nha các bạn. Đây, mình đi từ trong ra ha. Đây, đầu tiên là con này, vàng đồng nha các bạn. Đây, nhìn tê tái luôn ha. Con này vàng đồng màu nhám nha các bạn, khá là đẹp đó. Kế bên nè là con xanh rêu. Xanh rêu, con này nhìn màu độc quá ha, độc mà đẹp nữa, cho mình là rất là đẹp đó. Còn kế bên nữa nè là con xám bạc nhám nha các bạn. Rồi con cuối cùng là con màu đỏ nhám, đỏ candy nha các bạn. Bốn con xe này thì cửa hàng mình bán đủ đời luôn ha. Như là con vàng đồng này đời 24 nè, con xanh rêu này cũng 24 luôn, và tiếp theo là con xám bạc này thì đời cao hơn tí 25, và con này là cao nhất 26. Xe Vespa thì nó có hai loại, 3V và máy Sprint nha các bạn. Thì máy Sprint thì nó im hơn, động cơ nó được trang bị động cơ AZ, chạy nó tiết kiệm xăng và đồng thời là máy nó cũng im và nó tiếng ồn mà nó nọ khi nổ máy á, nó sẽ nhỏ hơn cái dòng 3V. À đây, đặc trưng luôn, đây con Sprint nè. Hai con thì Sprint và 3V đậu kế bên nhau nè. Các bạn nhìn đây, nó không có khác gì máy ha, chỉ khác ở phần động cơ và cái bộ thắng. Thắng của con Sprint này thì là ABS nha các bạn. Đây, ABS ha. Còn con bên đây là thắng thường của mình đó, các bạn thấy chưa. Mấy cái dòng Vespa bên mình á thì xe đều còn rất là đẹp hết các bạn, rất là mới luôn. Giá cửa hàng mình bán á thì con màu con đỏ nhám này nè, giá mình bán là 52 triệu, giấy phố nha các bạn, thuế 1% luôn. Tiếp theo là con xám bạc này, mình bán giá 42 triệu, giấy huyện, thế mà khi mà người mình ở phố mua thì đóng chỉ có đóng tới 5% ha, nhưng mà khi mà hộ khẩu mình ở huyện mua con này thì đóng rẻ luôn, 1%. Cái bên đó nè là con xanh rêu, con này thì mình bán với giá là 41 triệu ha các bạn, giấy phố luôn 1%. Tiếp theo nữa nè là con vàng đồng 41 triệu giấy phố luôn. Xe này mà tối mà chạy chở bạn gái ha, đi hóng gió cà phê ha, cực đẹp luôn, cực sang chảnh luôn ha các bạn. Mấy cái dòng này thì nó cũng thiên về nữ nhiều hơn, nữ chạy thì nó sẽ đẹp hơn nam, tại nam mình nhiều khi cũng mạnh mẽ cá tính mà leo lên mấy con này chạy nhiều khi cũng hơi chán, tại vì động cơ nó chạy không được mạnh, nó chỉ chuyên về vẻ đẹp thôi. Xác xe bốn con thì còn rất là đẹp, rất là mới nha các bạn. Đây, mình tuy là nam nhưng mà cũng rất thích mẫu này ha, tại chạy thấy nó đẹp, mình cũng không đam mê tốc độ gì mấy. Đây mình giới thiệu sơ về bốn con và báo giá rồi ha. Nếu các bạn cần thêm thông tin và chi tiết của từng con á, như là ai thích con màu đỏ hoặc là trong bốn màu này nè thích màu nào á, thì cứ inbox trực tiếp vào fanpage Cầm Đồ Thành Tâm hoặc liên hệ số điện thoại, hồi số điện thoại mình sẽ để phần mô tả ha. Các bạn mà có thắc mắc gì hoặc là cần thêm thông tin về bốn con xe thì cứ liên hệ trực tiếp, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn ha. Rồi bây giờ kết thúc clip, mình xin chào các bạn ha, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ.